Sau đây là phần minh họa câu 6, dây 5, 6, 7, 8. Bắt đầu là dây 5, con, chữ quán luôn. Món 2, phím 6, dây 2. Ở phím 6 nó là chữ con, nếu mà chúng ta muốn có chữ quán thì ta nhấn sâu vô rung này chỗ này. Thì chữ con rung này, con rung chữ cho quán nó mạnh vô. Đó, nhấn cho sâu vô, đó thì ra chữ quán. Tiếp theo là chữ sể, ngón nợ, ngón 2, bấm phim 5, phim 6, dây 2. Nếu ngón 2, phím 6, dây 2. Ở đây, như chữ liếu. Phím 6 nó là chữ cống. Mà chúng ta cũng có chữ liếu, ta cũng phải nhấn cho sâu vô, cho tới âm liếu để cho chúng ta có chữ liếu. Nhấn lại chữ liếu. Đó, phím 6 mà nhớ. Nhấn, buông ra nó chữ cống. Phải chữ cống nè. Rồi mình nhấn vô chữ liếu. Đó, như vậy chúng ta nhấn vô, chúng ta mạnh vô nó mới ra chữ liếu. Tiếp theo là chữ sể, ngón nợ, ngón 2, bấm phím 5, phím 6, dây 2. Công, ngón 2, phím 6, dây 2. C, buông dây nợ. Ỉ, ngón nợ, ngón 2, bấm phím 2, phím 3, dây 2. Sang, ngón 2, bấm phím 3, dây 2, rung. Ngón nợ, phím 2, dây 2. Liều, ngón 3, phím 5, dây 3. C, buông dây nợ. Ỉ, ngón 2, phím 2, dây 2. Chữ ỉ này bấm tại chỗ thì nhắn vô, không nhắn một lần nữa. Cống, ngón nợ, phím nợ, dây nợ. C, buông dây nợ, dây lên. Cộng, ngón nợ, phím nợ, dây 3. Chữ cộng, tại phím nợ, ta không có chữ cộng, ta phải nhấn sâu vô nó mới ra chữ cộng. Không được còn nữa. Cộng, ngón nợ, phím nợ, dây 3. C, buông dây 3, tích lên. Xả, ngón 2, phím 3, dây 2, nhấn. Rồi đưa lại nguyên dây năm. Ngón 3, phím 8, dây 1, dây lên. Liêu,
dây 1. Con ngón 2 phím 7 dây 2. C ngón 1 phím 5 dây 2. C buông dây 1. Liếu ngón 3 phím 5 dây 1. A ngón 1 phím 2 dây 2. C ngón 5 ngón 2 phím 5 dây 2. Con ngón 1 phím 2 dây 1. Liếu ngón 3 phím 5 dây 1 dính lên. Qua ngón 2 phím 3 dây 1. Con ngón 1 phím 2 dây 1 dính lên. C ngón 2 phím 5 dây 2. Liêu ngón 3 phím 5 dây 1. Liêu ngón 2 phím 5 dây 3. Sư nguyên dây 2. Y ngón 1 phím 2 dây 2. C buông dây 1. Sa ngón 2 phím 3 dây 2 rung. Y ngón 1 phím 2 dây 2. C buông dây 3. Sang đây đừng nghe dây thứ 6. Thank you.
lạc lần nữa. Thank you.